quyến rũ. Quyến rũ là theo kiểu nào? Quyến rũ về mặt ngoại hình là như là ngoại hình. Ngoại hình sao? Sexy chút. Sexy là sao em? Em nói rõ cái sexy chị nghe coi, nó mơ hồ. Bạn có thể nói sexy là như thế nào? Ba dòng cân đối. Ba dòng bự và đều bằng nhau luôn. Không có. Từ cân đối này nó khó hiểu lắm mà anh Linh à. Em muốn nó cụ thể một xíu. Cân đối với chị Cát Tường được ạ. Trời ơi. Xin chào bạn. Hình như bạn hơi căng thẳng đúng không? Ủa cứ ngồi đi. Sao mà mới xuất hiện mà khán giả đã cười dữ vậy? Căng thẳng quá. Trời ơi. Sao rung vậy? Tên là gì? Em tên là Nguyễn Đức Minh Tuấn. Nguyễn Đức Minh Tuấn. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 31 tuổi. Bạn đang làm nghề gì? Em đang kinh doanh. Kinh doanh? Dạ. Kinh doanh về... Bảo em mở quán cà phê. À, mở quán cà phê. Dạ. Bạn làm chủ quán cà phê. Dạ. Rồi mời bạn nữ đi. Và bây giờ mời em. Wow. Rất là trang nhã. Ấn tượng đầu tiên hết sức là trang nhã và lịch sự. Chị chào em tên gì? Dạ em tên Hoàng Ngọc Kim Khánh. Kim Khánh? Dạ. À, Kim Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi, em già rồi. Kia tới 31 tuổi lận em. Dạ. À, mình không già, mình còn rất trẻ. Khánh hiện nay đang làm gì? Dạ em cũng là kinh doanh tự do chị. Doanh tự do, dạ. Có nghĩa là? Em có một cái shop bán đồ của nít. Đồ trẻ em? Dạ. Một bên bán quần áo trẻ em, mình bán cà phê. À, tôi xin hỏi bạn Tuấn nè. Hình như bây giờ bạn vẫn đang căng thẳng đúng không? Dạ cũng hết rồi anh. Hết rồi hả? Dạ. Đã hồi hộp chú. Hơi hồi hộp chút xíu rồi. Hồi hộp chút xíu, trời ơi, hai cái tay này ngồi vịn đồng gói cứ ngắt không rồi. Bạn ngồi giờ không yên luôn á. Bạn có biết tại sao lý do bạn căng thẳng không? Chắc là hồi hộp không biết bên kia làm sao. Theo bạn là bên kia làm sao? Trong đầu bạn nghĩ bên kia làm sao? Có hồi hộp giống bạn không? Không. Không hả? Dạ. Thấy vậy là bạn yếu bóng vía hơn bên kia. Dạ. Vậy tiêu chuẩn của bạn như thế nào? À, một bạn gái dễ thương, quyến rũ. Quyến rũ? Quyến rũ là theo kiểu nào? Quyến rũ về mặt ngoại hình là như là... Dạ, ngoại hình. Ngoại hình sao? Sexy chút. Sexy là sao em nói rõ cái sexy chị nghe coi, nó bạn có thể nói quá. Sexy là như thế nào? Ba dòng cân đối. Ba dòng bự và đều bằng nhau luôn. Không có. Từ cân đối này nó khó hiểu lắm mà anh Linh à. Em muốn nó cụ thể một xíu. Cân đối với chị Cát Tường được ạ. Trời ơi. Chị Cát Tường cân đối dữ rồi nha. À, chị cảm ơn em, chị cảm ơn em. Chị bắt đầu có thiện cảm về em rồi đó. À, bây giờ để chị hỏi bạn bên này nha. À, em ơi, em kinh doanh về quần áo trẻ em. Chị nghĩ em là thích con nít đúng không? Dạ. Thì em nghĩ sau này nếu mà em lấy chồng thì em nghĩ em sẽ đẻ bao nhiêu đứa con? Nói chung là em thì em không có tiêu chuẩn là đẻ bao nhiêu. Cứ sanh được bao nhiêu thì cứ sanh thôi. Wow. Nhưng mà em nghĩ khả năng của anh của em là sanh được tối đa là bao nhiêu? Cái đây em không biết được gì. Tại vì em biết tại sao chị hỏi em như vậy không? Dạ. Chị nhìn bên ngoài của em, bề ngoài của em là một người phụ nữ rất là chững chạc. Yeah. À, đối với chị em rất là đầm thắm, rất là thùy mị. Em là hội đủ những cái tiêu chuẩn của một cái người vợ lý tưởng. Vậy thì em chia sẻ cho chị tại sao mà đến giây phút này em vẫn chưa tìm được một cái người bạn đàn ông cho riêng mình. Em nghĩ chắc có lẽ là duyên chưa tới. Cũng có yêu nhưng mà rồi không thành. Là em hy vọng là trải qua chương trình này em sẽ tìm được một nửa thật sự của mình. Chị cũng chúc là hy vọng của em sẽ thành sự thật. Dạ. Nhưng mà trước khi mà nó thành sự thật thì em có thể nói rõ hơn nữa cái tiêu chuẩn người bạn trai của em là như thế nào? Em quen ai thì em chỉ biết một người thôi. Hơi bị lụy và tình yêu một tí. À. Nhưng mà nếu mà khi mà em thấy không được thì cả như em cũng nói thẳng. Thẳng thắn, dạ. Chấm dứt, được là tiến tới là tìm hiểu nhau. Dạ đúng rồi. Xây đắp, vun đắp mà không được là chia tay. Dạ, chia tay sớm rồi. Bất đau khổ. Dạ đúng rồi. Em ha. Dạ. À, ở một mình cho nó vui. Cho nên là đến giờ phút này vẫn ở một mình. Dạ đúng rồi. Tức là yêu là tiến tới luôn á hả? Dạ. À còn bên đây theo em thì chúng ta yêu rồi em có nghĩ là tiến tới không? Em cũng nghĩ vậy. À. Nghĩ vậy luôn, yêu xong là cưới luôn. Yêu cưới luôn. Chứ đó giờ em có mấy mối tình rồi? Cũng hai ba mối tình rồi. Hai mối tình chưa tiến tới. Quen nhau xong mình tìm hiểu rồi không có phù hợp với nhau quá. À, bên kia thì người ta nói rất là rõ ràng về cái mẫu người phụ nữ lý tưởng là phải cân đối rồi ba vòng rồi này kia, thì em có cái tiêu chuẩn gì cho mình về người đàn ông lý tưởng của mình không? Em thì em không có cần phải đẹp trai, thực sự cái tuổi của em thì
em không còn mê đẹp trai nữa. Dạ, nhưng mà em cần á là phải có một người hiểu biết nhiều làm cho em nể. Thà nói đại cao to mập lùng thì chị Cát Tường còn dễ tìm kiếm đem về giới thiệu cho em, chứ mà em hỏi mà một người để em nể thì cái này là hơi khó. Thôi được rồi, để biết em có nể hay không thì để chị coi chị có nể hay không á đã. Dạ. Nếu chị nhìn mà chị thấy chị nể thì chị hy vọng là em sẽ nể. Dạ. À. Em rất là hy vọng vậy. 2, 3. Trời ơi, em nhìn ảnh mà cái mép anh giật nè. Cái gì vậy? Nó gì? Căng thẳng quá. Căng thẳng quá, run quá. Đừng có nói nhìn xong rồi ảnh chọn Cát Tường nha. Thôi, dù sao cũng cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì em đã đưa chị lên làm cái mẫu người phụ nữ lý tưởng của em. Dạ. Chân thành cảm ơn em. Chị về bên đó chị sẽ nói thêm chút, mặc dù em không có được như vậy. Chị đùa một tí thôi, chứ nói chung là sau khi mà chị lướt qua một cách sơ bộ đó thì chị thấy là người đàn ông bên đó cũng có thể là người đàn ông để cho em dựa dẫm nể nể một tí. Còn sự thật thực hư như thế nào thì phải chính mắt em xem mới được. Rồi, tới anh, để từ từ. Anh hỏi em, nãy giờ em cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào? Đúng cái mẫu người của em không? À, cũng đúng ạ. Nhưng mà theo em có sexy không? chưa thấy nên không biết. Cảm nhận nghe tiếng nói thôi. Sao em thấy bên đó căng thẳng quá. Có thể nhiều tiêu chuẩn mới đi sexy nha, ba vòng bằng nhau nha. Để em coi. Kín đáo không có nghĩa là không sexy nha. Rồi em chuẩn luôn đó nha. Người rất sexy đây. Cao ráo đây. Hấp dẫn. Mà người đó là Cát Tường. Gì vậy? Bậy bạ không à. Nó chơi vui thôi. Ủa em cận mấy độ? Dạ em cận hơi cao. Một bên là 425, một bên 475. Một bên 475 luôn. Dạ. Một người con gái rất là dễ thương, chững chạc. Một mẫu vợ, người vợ lý tưởng anh Linh. Nói tóm lại là anh thấy rằng những cái tiêu chuẩn của em đưa ra nãy giờ đó, cái này nói thật nha, tiêu chuẩn em đưa nãy giờ thì hình như là cũng chưa có đáp ứng được. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt với nhau để xem cái duyên có đến hay không. Dạ. Mà được không được là bên đây thẳng thắn lắm á nha. Đúng được rồi. Là coi như tiến tới, yêu không là được cưới. Là chia tay sớm mất đau khổ. Không cưới là không yêu. Đúng. Rồi xin mời bạn quay mặt qua đây. Chưa, từ từ, giật mình. Bạn trai bên đây hay giật mình lắm nha. Màn kéo lên. Cái gì vậy? Mời bạn. Sao vậy? Khoan, nhìn từ từ bên nó thôi. Rồi mời bạn qua. Nhìn đi. Các bạn có 2 phút nhìn nhau và bấm nút. 2 phút bắt đầu. Em chào anh, rất vui được gặp anh. Anh cũng vậy. Anh ở quận 5, còn em ở đâu? Em ở quận 1. Ok. Dạ. Anh bớt căng thẳng nha. Dạ, anh đâu có căng thẳng đâu. Em thấy anh hơi căng thẳng. Dạ. Anh thấy em thế nào? Rất là dễ thương. Thì như là, có như là anh nghĩ không? Gần như vậy. Dạ. Có cái em không sexy như anh nghĩ không? Không, sexy thì có phải là đúng không? Nhìn bề ngoài phụ nữ thì cũng như quyến rũ là được. Dạ. Sexy, nên không ạ? Dạ. Giống chị Tường không? Chắc chắn không bằng rồi. Dạ. Sau bữa gặp mặt này em có thể mời em đi ăn hoặc là đi coi phim. Dạ, em rất sẵn sàng. Ok. Dạ. Yêu là cưới đó nha, nhớ nha. Chứ phải giỡn chơi đâu nha, hứa đại nha. Mình cũng có tuổi rồi, mất thời gian lắm. Dạ, được thì tiến tới cũng được. Dạ. Thì thôi mình tìm cơ hội khác em mà. Dạ, dạ. Đúng rồi. Nhanh lên, còn có 30 giây thôi, nhanh. Dạ. Bạn này là có nhiều suy nghĩ khác với hình tượng của bạn lắm đó. Dạ. Thôi nghỉ chơi hết thời gian hết rồi. Hết thời gian thì không còn nhiều thời gian. Cái gì mà anh cứ đưa cái ót vô người ta hoài vậy anh Linh? Anh kỳ cục ghê vậy đó. Bây giờ hết nhìn nhau rồi, bây giờ các bạn sẽ có 3 khắc thôi để quyết định điều đó. 1 2 3. Rất là nhịp nhàng và rất là đồng điệu. Cùng một lúc, không trước không sau gì cả.
em phát biểu một cảm xúc, tại sao mà em nhấn nút? Chị thấy người cái giờ này mà cái bếp vẫn còn giật giật gì nè, nó rung quá, rung quá. Em nghĩ sao mà em bấm nút chọn anh chàng này? Định cưới luôn hả hay sao? Nói chung là em thấy ảnh có một cái gì đó mà hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái là em lại thích mọi người đàn ông như vậy. Còn bạn sao? Nãy bạn đưa ra tiêu chuẩn khác rồi gặp người khác tự nhiên cũng nhấn nút là làm sao? Bạn thấy bạn cũng mới nhìn thấy cũng bạn gái dễ thương, nước vàng da trắng. Em kiến thấy ngọt ngọt. Ngọt ngọt? Ngọt là sao em? Dạ. Em kiến mà em thấy ngộ ngộ là ngộ cái chỗ nào? Bạn yêu gì ngộ hay là yêu gì? Bây giờ nhìn nè, mình trao nhau một cái nắm tay cho nó ấm áp chứ. Thế chị nắm... thấy bên kia giật hoài kìa em nắm tay ghé cho nó. Đó, nhìn mà nó lộn xộn, đứng bên đây thì nắm bên đây thì đưa bên kia qua. Trời ơi, mới quen mà nắm tay chặt dữ ta. Bạn cảm nhận vì gì về cái nắm tay này? Lạnh mà ấm áp. Ủa lạ ta, lạnh mà ấm áp là lạnh, sao? Lạnh ở ngoài. Lạnh là lạnh bên ngoài mà ấm bên trong. Đó. Và bạn nữ thấy sao? Cảm nhận gì cái nắm tay này? Em thấy bàn tay của anh rất là ấm. Rất ấm? Dạ. Có đủ che chở cho mình không? Em hy vọng là có. Hy vọng là có, bạn tôi cũng hy vọng như vậy. Và chị cũng tin. Kết hôn thì em chỉ muốn như người anh Huyền Linh, đơn giản vậy thôi. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Em đến với chương trình này, em xin được gửi lời chào đến quý khán giả đang ngồi phía dưới sân khấu. Và em xin được gửi lời chào đến anh Huyền Linh, chị Cát Tường. Mong rằng nhận được sự may mắn của anh Huyền Linh, sự duyên dáng đáng yêu của chị Cát Tường và những tràng pháo tay từ phía khán giả và sự ủng hộ của các bạn xem đài cũng như cái bấm nút của người bạn cùng chơi. Cảm ơn bạn. Trước tiên thì mình hỏi là bạn tên là gì? Dạ, em xin được tự giới thiệu, em tên là Võ Thị Tố Ngân. Năm nay em 32 tuổi và em đang ở Thủ Đức. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta chờ đón bạn trai của mình nha. Dạ. Nghe giới thiệu thôi ấn tượng rồi. Để xem bạn này giới thiệu như thế nào. Xin mời. Vào. Rồi, bạn ngồi. Lời đầu tiên mình xin giới thiệu là tên An, đến từ Vũng Tàu. Bao nhiêu tuổi anh? Dạ, em năm nay 34 tuổi. 34 tuổi anh làm nghề gì? Là em làm giám sát trong cảng. Bây giờ Ngân giới thiệu về mình đi. Nghề nghiệp của em hiện là công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần. Mình làm về cái gì bạn? Dạ em kiểm vải, kiểm phân loại nguyên phụ liệu. Sở thích của bạn? Sở thích của em là em thích ca hát, em thích nấu ăn vậy thôi. Mình hát thể loại nhạc gì? Dạ em hát cải lương chị. Ồ vậy hả? Dạ. Bạn có thể làm một bạn thích cải lương không? Dạ, rồi nghe cải lương nha. Dạ em xin hát một câu vọng cổ cho bài hát Lá Trầu Xanh. Rồi mời bạn. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên chồng. Quá sức là ngọt ngào. Tiếp tục, đang hay mà. Tiếp tục, vỗ tay thôi. Đang nghe đã quá. Trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng. Mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chờ. Trên con đê dài thoăn thoắt đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm heo lá trầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dối mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Trời ơi hay quá. Trời ơi, tôi nổi da gà luôn rồi. Sao? Trời, nổi da gà luôn. Chưa gì nghe bên đây, cho xem liền. Chưa có xem được. Bây giờ ảnh là ảnh đòi bấm nút coi coi mặt luôn, nhưng mà đâu có được. Phải từ từ, mình phải khai báo với nhau biết là cái xấu, cái tốt của mình đó chứ. Này bên đây muốn vợ lắm rồi à. Chưa gì rồi mà muốn coi mặt rồi. Bây giờ trước tiên thì thôi mình cứ nói mình trước đi. Ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng chỉ biết nấu ăn, hiền vui vẻ và biết cách cư xử mọi người, biết quan tâm với đến mọi người. Vậy còn khuyết điểm? Chắc là hơi chậm chạp chút xíu. Chậm chạp hả? Chậm chạp là sao? Có nghĩa là tất cả mọi thứ trong công việc hay là... Dạ, tất cả mọi thứ trong công việc. Không, dễ thương, mày dễ thương mà đâu có sao đâu bạn. Chậm đâu có sao đúng không? Dạ đúng rồi. Anh chậm hay nhanh? Dạ anh nhanh lắm. Cái gì cũng nhanh hả? Yêu nhanh không? Nhanh luôn. Hồi đó giờ yêu mấy lần nhanh rồi? Dạ được 3 lần nhanh rồi.
Có yêu lần nào chậm không? Dạ có, lần chậm. Lần chậm là lần nào? Dạ lần mới đây chậm. Mới đây luôn. Chậm là bao nhiêu lâu? Nửa năm. Yêu mới có nửa năm thôi. Rồi chia tay nhanh hả? Dạ rồi đúng. Mình có đặt ra một cái mẫu người người tình trong mộng của mình là... Dạ có. Có hả? Đâu như thế nào đó mình... À, người mà em muốn hẹn hò đó là như là Lee Min Ho, diễn viên Lee Min Ho. Nhưng mà người em muốn kết hôn thì em chỉ muốn như người anh Quyền Linh, đơn giản vậy thôi. À, sao bạn bạn thích cái điểm nào anh Quyền Linh? À, Quyền Linh là thứ nhất là rất là man và cũng như là thành đạt trong công việc. Chắc không? Trời, chứ chị thấy đâu có man đâu. Để chị qua coi mặt anh Quyền Linh coi anh có man không nha. Man, man gồng lên, man. Mang liền mình hồ xuống hồ. À, chào anh. Anh cũng rất là man. Dạ. Nếu mà so với anh Quyền Linh, thì là coi như là kẻ tám lạng người nửa cân. Dạ. Đẹp trai hơn. Cảm ơn chị. Thì người ta hơn anh đó. Ý là em nói vậy đó. Ừ. Chứ anh tưởng anh hơn ảnh hả? Anh có cái điều gì không thích ở người bạn gái của mình không? Dạ không thích ở bạn gái là cũng một cái câu chuyện mà hay nói nhiều lần. Cam ram. Dạ, anh đừng có nhịp chân chứ vậy. Mình đâu có rung gì, bình tĩnh. Mới gặp các tường mà rung, hồi gặp cái bạn gái này rồi sao? Hy vọng là tốt đẹp. Không rung chân. Nói tiếp. Anh có thích người mập không? Thì anh cũng mập, người thích người mập mà. Mập ha, mập dạ. Ôm cho nó đã. Dạ đúng rồi. Được. Chuẩn bị tinh thần đâu, đưa hết cái vòng tay ra coi cỡ nào, chúc cho ôm nha. Ôm không? Ôm quá. Ôm quá đi ha. Rồi, ôm chúc cho ôm. Mẫu người giống như Cát Tường được không? Quá đẹp anh. Thôi, anh đừng có kìm cách em, vừa gặp em anh lên khó lắm. Nếu mà gặp cái người kia, đối tượng kia mà thích rồi đó, tìm hiểu rồi đó, thì khoảng bao lâu thì mình gọi là đem cao trầu giống nhảy cổ hát vậy đó? Phải tầm nửa năm anh. Thôi cưới liền được không? Đâu anh phải tìm hiểu đã chứ. Giờ tìm hiểu xong cưới liền luôn được không? Được. Nửa năm là đúng rồi Linh ơi, phải để tìm hiểu chứ. Nửa năm. Ở quan điểm của em về tình yêu, về hôn nhân là như thế nào? Em chỉ muốn kết hôn với một người là thương em hết lòng, yêu bằng cả trái tim, rồi chỉ biết quan tâm công việc, chia sẻ với vợ, rồi nói chung là tiền bạc có nhiều được hết là được rồi. Anh ơi, có đưa tiền cho vợ giữ không? Dạ được, đưa hết, nhưng mà anh phải giữ lại một ít tiêu. Dạ ít không sao. Tức là khoảng bao nhiêu phần trăm? 30%. Tức triệu đưa 700, còn 300 giữ lại ha. Giữ làm gì đưa cũng hết xài. Ở đâu mình phải chi phí lạch vạch trong cuộc sống hàng ngày với anh. Chi phí lại lấy vợ. Đâu, đến lúc đưa mình rút ra khó lắm. Cái này đúng nè. Chào anh Linh. À, trời ơi, dễ thương. Hát cái lương dễ thương. Quá ngọt. Cái này mà đem lá trầu xanh qua là... Ha, bạn không biết cái lương từ năm nào? Dạ em biết từ lúc nhỏ là em đã biết hát cái lương nhỏ rồi. Luôn vậy đó hả? Dạ, nhưng mà lúc nhỏ thì chưa có học nhịp nên chưa rành, còn bây giờ chỉ biết sơ sơ nhịp thôi. Nhịp bên anh nhịp chắc lắm, ngồi nhịp dò hoài à. Thôi hai người thấy hợp rồi nha. Rồi cho hai người nhìn nhau đi. Quan trọng là mắt chạm mắt, môi chạm môi. Mày chưa biết nha. Gài hàng quá. Kéo màn lên. Anh có 2 phút để nhìn nhau và cảm nhận, bấm nút hay không bấm nút. 2 phút bắt đầu. Dạ. Bạn. Anh quê ở đâu? Anh quê ở Quảng Trị. Còn nè? À em ở Thủ Đức. Anh có nhìn, nhìn anh sao? À, bình thường. Anh có điều gì muốn hỏi về em không? Cái quan niệm sống của em là trong cái tình yêu á, là như thế nào? Em nói chung là chỉ cần yêu thật lòng là được rồi. Vậy anh cũng vậy. Ví dụ như lấy nhau rồi anh có chia sẻ công việc với vợ không thì anh nghĩ như thế nào? Không, cái đó thì bữa nay cuộc sống hiện đại bây giờ thì hầu như người nào cũng phải chia sẻ hết á. À, là giặt bao cả giặt đồ quét nhà hết đó anh. Đúng rồi, cái đó giống như vợ mà bệnh việc thì chồng phải làm, mà chồng bệnh việc thì vợ làm. À. Không có nệ hả? Tiền nãy anh chia vậy là hơi ít anh, em muốn lấy hết, em lấy hết, anh lấy một phần thôi chứ anh lấy đó hơi nhiều. Một phần là bao nhiêu? Ví dụ như 4 phần anh chỉ lấy được một phần thôi, anh đưa em lại 3 phần. Nếu đều hết cái phần đó rồi thì cũng lấy lại được chứ. Cho thỏa thuận thôi, thỏa thuận tiếp. Thỏa thuận tiếp chứ. Thỏa thuận đi rồi kiếp đồng thôi. Anh chịu không? Chắc chịu anh ơi. Giờ chắc cái gì cũng chịu rồi. Rồi sao anh có chịu về Thủ Đức sống hay không? À, cái này mệt à. Cái này cũng hơi căng á. Đến lúc đó thì mình sẽ có những cái thỏa thuận lại. Thôi nói giờ không có căng gì chứ. Được, mấy bánh nút chứ tự nhiên. Giờ tao quyết luôn chứ. À, em có chịu theo anh xuống Vũng Tàu không? Tại em chưa đi xa nên em biết là em thì có... Thì mình phải thử một lần mình mới biết được. Nếu mà anh về Vũng Tàu mà anh có nhà cho em, anh có xe cho em, anh có công việc cho em thì em sẽ về. Thì về hai người cùng chịu khó mà.
đó. Nói chung thì em sẽ chịu khó, nhưng mà nói chung là có trước thì em sẽ cảm thấy nó vui hơn, nó có gì đó nó mới tạo được cái sức lực. Có nguyên người đây này, anh tặng nguyên người đây. Người lấy về mới công nuôi cơm anh. Đâu đến nỗi đó đâu, mình về mình phải làm chứ. Bây giờ em muốn về Thủ Đức thì anh có về hay không? Trước mắt thì chịu, nhưng đều con sau đó thì mình phải so sánh giữa hai nơi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà công việc hiện tại của anh là gì? Anh làm giám sát ở bên cảng. À, giám sát lương cao không anh? Nói chung cũng đủ sống. À, tại vì em là công nhân nên lương em thấp lắm, em không có cao. Thì mình thấp thì mình sống thấp. Bạn thấp, bạn phải bỏ cái thấp đi theo ta cái cao. Không lẽ mà bắt ta bỏ cái ra cảng, lương ta cao, ta đi về Thủ Đức ta làm công nhân. Nếu mà bạn lương anh cao, nếu mà anh cảm thấy là đủ nuôi nổi em thì em sẽ bỏ công việc để anh nuôi thì cũng được. Đủ, nhưng đều với cái mức mà mức trung bình chứ không có cao như người ta thì được. Thì miễn anh đủ nuôi em, nuôi gì đó thì là được rồi. Gì đó là gì vậy? Nuôi gì đó, ví dụ như lỡ mà có con hay gì đó. Sao lỡ? Lấy là phải có, sao lỡ? Không lẽ làm trước hả? Thì là được rồi. Muốn mấy đứa? Dạ hai đứa là được rồi chị ơi. Mỗi người nói với nhau một câu nữa đi. Nói chung là cuối cùng là anh có bấm nút hay không? Cả hai cùng bấm. Cả hai cùng bấm. Nếu anh không bấm thì sao? Dạ nếu không bấm thì thôi, không sao hết. Em có bấm không? Nếu anh không bấm em không bấm. Sao biết được, đâu có nhìn nhau đâu mà biết. Nếu như cô ấy không bấm thì anh có bấm không? Thì bởi vậy em mới nói thỏa thuận là. Ủa sao thỏa thuận được? Bấm. Sao thỏa thuận được, đây đâu có thỏa thuận. Ở đây mình bấm nút là vì con tim của mình, chứ không phải bấm nút vì sự thỏa thuận. Nếu cô ấy không bấm thì anh có bấm hay không? Em bấm. Đấy, nói thật lòng mình, đúng không? Rồi bây giờ mỗi người quyết định ha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Quyết định hay không quyết định tùy theo tiếng gọi của con tim, tùy theo ánh mắt nhìn nhau. Và 1 2 3 hết giờ. Giật mình nè. Sao bạn bấm xong rồi bạn giật mình nhìn lại là sao? Em biết có ăn hay không. Trời ơi. Nếu không ăn thì sao? Không ăn thì không sao hết. Cái em nói là em tin vào duyên phận, nên là nếu mà không ăn thì có nghĩa là không có duyên. Nhưng bạn có bao nhiêu, bạn có tin trong khi bạn bấm nút, bạn có nghĩ là anh sẽ bấm nút không? Thì nãy anh nói anh bấm nút thì anh chắc chắn anh sẽ bấm, em tin vậy. À, vậy bạn thì anh thì sao? Thấy cũng là có một cái gì đó cảm mến. Mình nắm tay nhau một cái đi, mình truyền cái cảm mến đó cho nhau. Có gì chưa? Có gì chưa? Có rồi, có rồi. Hả? Có rồi. Có rồi, có gì? Có cái gì? Cảm giác lâng lâng. Hát câu đi tặng dễ xem phim. À vậy bây giờ em sẽ hát câu Người Tình Trên Chiến Trận, câu giọng cỏ. Cũng như anh em là kẻ ngài, chính phạt đêm ngủ yên trên lưng ngựa. Vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Cảm ơn bạn rất là nhiều, giọng hát của bạn lanh lót quá. Đây là vé xem phim mà chương trình gửi tặng cho hai bạn. Đây là cái dịp để hai bạn hẹn hò với nhau, tâm sự với nhau nhiều hơn. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình. Dạ. Rồi. Cảm ơn bạn. Cái điểm em là nóc tích, nhưng mà mạng em cao hơn mạng bên đó. Em thủy bên đó quả, em dập cái tiêu á. Rất là vui khi mà sự khởi đầu của hai anh em mình hôm nay thành công. Hy vọng rằng cặp đôi thứ hai mình cũng sẽ thành công như vậy. Chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Ngã mang. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn bước ra phía trước. Dạ em xin chào. Ngồi xuống ghế đi. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Hai MC rất là dễ thương. Dạ xin chào khán giả. Cảm ơn bạn, bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương, em 29 tuổi. Bây giờ mình sẽ đợi bạn trai của mình ra nha. Mời chàng trai. Chào tất cả quý khán giả, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường ạ. Rồi chào bạn. Bạn giới thiệu về em mình. Tên là Chi, em 33 tuổi. Tên gì? Dạ Chi CH. Ủa anh tên Chi? Dạ em tên Trương Trần Chi. À anh tên Chi. Lạ nha. Làm công việc gì anh Chi? Em đang đi học cho nên không có đi làm được. À Chi học cái chi vậy Chi?
em học lớp cao học ở bên xây dựng chị. À, bạn mấy mối tình rồi vậy bạn? Dạ em ba. À, mối tình cuối cùng thì cũng kết thúc 5 năm rồi. Ai nói lời chia tay trước? Cái này là hai bên không có hợp nhau cho nên buộc là phải chia tay. Không hợp gì vấn đề gì? Quan điểm sống, cách sống. Ủa quen nhau mấy năm mà không hiểu chuyện đó? Không, cũng mới quen 3 tháng mấy rồi em dẫn về. Nhưng mà lúc đó sau khi mà về được tới nhà hai bên rồi lúc đó là mới xảy ra nhiều sự cố. À, ít qua mới có mấy tháng là chưa hiểu đúng rồi. À, vậy còn bạn gái mình thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ em có nhiều mối tình lắm. Nhưng mà sâu đậm nhất của em là có hai mối tình. Rồi, cái gần đây nhất? Gần đây nhất là 5 năm. Quen nhau 5 năm? Dạ. Ồ, vậy thì tại sao phải chia tay? Tại do công việc của em. Em làm bên nghề bán vé máy bay. Nên là em đi làm suốt à. Em không có dành thời gian cho anh nhiều nên là... Với lại cho anh nói em yêu công việc nhiều hơn yêu ảnh. Mà suốt 5 năm luôn rồi mới chia tay? Dạ. Bây giờ mình đã thật sự muốn tiến tới hôn nhân chưa? Nếu mà tìm hiểu được đó thì em cũng tiến tới hôn nhân. Mình dự định là khoảng bao lâu thì mình sẽ kết hôn? Nếu mà quen nhau thì chắc khoảng chừng 1 năm. Tại vì quen nhau phải tìm hiểu bên mình với anh cũng một phần. Còn bên gia đình hai bên nữa. Tại vì em ấy nếu như do em bị em tủ dâm. À. Quen nhiều chứ mấy anh gặp mấy anh chạy mất tiêu hết trơn. Không đúng biết rồi. Mà em có giữ không biết nữa. Không, chị thấy em không giữ. Tuổi dần thì tuổi dần. Chứ bao nhiêu người tuổi dần người ta vẫn lấy được chồng, vẫn sống hạnh phúc, đâu có gì đâu bạn. Chứ em quen một anh, cái dắt về nhà, cái mẹ anh hỏi con sinh năm nhiêu. Cái nói con sinh năm 86 tuổi dần. Cái xuống sắc liền. Dạ, càng cũng căng à. Cái bên bển anh, bên bển là cũng dẫn bạn gái về gia đình gặp nhau rồi mà cuối cùng cũng chia tay. Anh ơi, gia đình anh có kỵ tuổi đồ gì kia, tuổi dần có sợ gì không vậy anh? Tuổi dần thì hợp với tuổi em chơi. À vậy hả? Bạn tuổi gì hợp? Dạ em Nhâm Tuất. Nhâm Tuất. Dạ. Rồi đó giờ yêu nhau có tin giờ tuổi tác không? Tuổi tác thì cũng một phần thôi anh. Tại vì em làm bên mảng xây dựng thì nó cũng có bên tư vấn á. Cho nên em cũng có biết sơ về phong thủy. À. Mình có đặt ra cái chuẩn người là bạn trai của mình là người như thế nào không? Tại em cũng không có ưu điểm bao nhiêu nên là em không có đặt anh ấy nhiều. Em ví dụ anh ấy lịch sự, gọn gàng, ăn nói lễ phép với người lớn với mọi người xung quanh là được. Chứ công việc ảnh ổn định là được. Rồi bên đây có đầy đủ luôn. Còn anh, ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn. Nói chung là làm gì cũng phải nhanh và có cái kế hoạch trước. Còn khuyết điểm của em là nóng tính. Bên kia cũng nóng, bên này cũng nóng. Chà, căng à. Nhưng mà mạng em cao hơn mạng bên đó. Cao không? Em Phương. Cao em không? Em thủy bên đó quả, em dập cái tiêu quá. Sao anh, em nghe ảnh nói anh dập em tắt luôn vậy, em có sợ không? Để em thử coi có dập tắt không. Mà nếu không tắt thì sao? Không tắt thì anh tắt. Dạ em không thích điểm nào ở người bạn trai của mình? Dạ em chỉ không thích là ảnh bắt em làm những điều em không thích. Những điều gì em không thích? Ví dụ như là hôm nay em bận công việc thì em nói là em không đi được thì anh bắt buộc phải đi. Cái đó em không có thích. Với lại em thường làm những cái việc gì mà em cảm thấy là đúng em hay làm mà ít khi ai ra lệnh lắm. Chết rồi, vậy chồng ra lệnh thì sao? Em cũng nghe luôn hả? Dạ, tùy trường hợp. Ví dụ như anh nói đúng thì em nghe, còn anh nói sai em không có nghe. Còn anh đồng ý ý kiến bên không? Dạ, nếu mà nói đúng thì bên kia chắc không hay nghe. Tại vì mình thuyết phục thôi chứ. Thuyết phục đúng không? Dạ. Mẫu người bạn gái của bạn như thế nào? Theo em thì cái dáng người cũng dễ nhìn, với lại cũng biết chăm lo cho gia đình là được rồi. Có một mẫu nào đó dựa vô cái mẫu đó mà tìm bạn gái không? Người tròn tròn chút xíu với lại đẹp cũng cỡ chị Cát Tường thì em thấy được. Cảm ơn bạn. Dạ. Đến qua anh coi có tròn không nha. Dạ. Có tròn cỡ nào luôn. Em chào anh. Chào bạn. À. Dễ thương ấy. Bạn cao mét mấy? Dạ 1m6. À, bên này chắc cũng cỡ đó trở xuống à. Ủa cỡ đó trở xuống là sao? Trong cỡ 1m6 với cửa gì đó. Cái gì kỳ coi vậy? Chừng nha, coi chừng thấp hơn nha. Dạ không sao anh, miễn sao tốt tính là được à. Không tính này tốt lắm. Anh ngồi bây giờ anh rung quá trời luôn. Hình như anh hồi hộp đúng không? Bên kia dễ thương em, lắm. Em hạ cái chuẩn em xuống nhưng vậy. Mà hơi cao á, thấy bên kia hơi cao á. Thường phụ nữ là người ta ai cũng nói gì kiếm người đàn ông cao hơn mình. Cả cái đầu, cả hình thức lẫn nội dung. Tại vì mình đòi hỏi không có được đâu. Mình về mình với ảnh tạo nên cái hoàn chỉnh hơn. Tạo sao được, tạo là tạo cái gì chứ cái chiều cao sao tạo. Không được. Dạ, tại vì chiều cao bằng em thì được rồi. Tại vì cũng cao hơn em cũng đâu có được gì đâu. Miễn cao hơn em cái đầu được à. Nhưng mà anh Miền Linh anh nó có 1m5 kìa, là thấp hơn em cả tấc lận. Nhưng mà thấp nhưng mà cái đầu cao hơn, kiến thức ảnh cao hơn. Bắt ghế lên cao hơn cái đầu. Có kiến thức có cao hơn không nha? Dạ em chào chị. Trời ơi anh này anh dùi dầu dập mà.
dùi hàng người ta lắm nha. Ta có mét tư, nó mét rưỡi. À, đứng lên coi, đứng lên coi. Trời ơi, hồi nhỏ muốn sửa hay sao lùng vậy? Ủa, hồi nãy nói nhiêu tuổi? Em 33 chị. 33 sao tóc bạc không vậy? Trời. Rồi có cái răng khểnh nó dễ thương ghê luôn vậy đó. Chị ơi, chị em mình cùng quê á chị. Cùng quê là sao? Em, chị nhẹ, nhẹ tay em thế. Quê đâu? Dạ, em Vĩnh Long. Vậy hả? Dạ. Biết nhà đó nha, tới nhà luôn á. Không, dễ thương. Không vậy, nói dễ thương, cao mét 8. Chị thấy qua chị nói vô cho em. Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Miền Tây chất phát thật thà. Giống anh Quyền Linh vậy đó, dạ. Dễ thương lắm. Chứ bên đây tóc bạc có 2-3 cộng rồi, có gì đâu mà. Anh còn đẹp trai, trẻ chán luôn. Chị đảm bảo với em chịu liền. Rồi, chúng ta sẽ cho gặp nhau. Kéo màn lên. 2 phút, bắt đầu. Dạ, em chào anh. Theo anh thì cái thời gian này mình nói 2 phút cũng không có được nhiều á. Cho nên chắc là phải hẹn em đi ra ngoài, anh mời em. Cái chuyện đó để sau buổi này. Ừ. À, em chỉ biết anh qua cái giọng nói thôi. Giờ nhìn anh thì em thấy anh cũng được. Còn anh nhìn em như thế nào? Thấy là ok là phải bấm nút luôn à. Cho nên phải anh mới nói em là thôi thì... Nhưng mà... Bạn gái anh á, công việc là nhiều, đi mất thời gian, không có dành thời gian nhiều cho anh. Anh có cảm thấy là khó chịu không? Tại vì em đi làm một tuần em chỉ nghỉ được 2 ngày à. Nghỉ 2 ngày là nhiều chứ. Vậy đó. Thôi giờ bấm chuông đi em. Gấp quá vậy. Em thấy được là em tiến tới anh ơi. Nhưng mà anh thấy được là gia đình anh dắt về không được như dư đợt trước rồi sao? Không, anh thấy được rồi, còn cái về cái tính cách này nọ là phải mình phải tìm hiểu. À, trước có người dắt em về đó là không được, cái bỏ em luôn, không quen luôn. Cần anh cũng bị một lần rồi, anh để lần nữa chắc chết em. Không, vấn đề là mình tới mình gặp gia đình hai bên để xin phép quen đàng hoàng chứ không có quen. Tại con trai thì quen nhiều bạn gái chứ con gái em có ít duyên lắm, làm lần nữa vô duyên ở giá luôn. Không sao, tức gì với dần nữa hả? Con muốn có mấy đứa con thì kết hôn. Chắc 2 là đủ rồi anh ơi. Em cái đó là do duyên, trời cho mấy đứa thì xài mấy đứa. Trời cho một chục, đẻ một chục luôn hả? Hả? Nhà con đông là nhà có phúc. Quan phúc, điểm không? Phúc hay quả? Em không biết mà chắc mua sẵn vé số cọc luôn. Tối đi bán. Được rồi, hết giờ. Đã đủ thời gian để mình tìm hiểu nhau ha. Ít nhất mình cũng đã có những cái lắng động với nhau rồi. Bây giờ thì hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Hỏi. Hỏi. Xong rồi đó. Ủa là sao? Hỏi đếm luôn. Thì đi ra đó đứng coi. Ví dụ gì vậy? Muốn quá rồi. Sao ba vậy? Em nói năm nay em chọn ai là ba gả luôn. Mà ông kia sao vậy? Em được năm nay em cũng làm luôn. Hai người nắm tay luôn đi. Rồi ôm hôn luôn đi. Ừ quên. Em tặng em vâng. Dạ cảm ơn. Cảm nhận thế nào người người? Nắm tay. Dạ. Thì... Thôi hai người rung cái chân. Hai người rung cái chân không? Có cảm tình ngay từ đầu gặp thì cũng thích. Cảm tình ngay từ đầu luôn. Dạ. Cảm tình gì, cái điều thích gì nhất? Mới đầu thì là ngoại hình, nhưng còn cái tính cách như thế nào thì quen rồi tiếp xúc là lúc đó mới biết. Mà nó nghe nè, thì bình tĩnh, đếm chờ đếm 1, 2, 3 cũng được vậy. Cần thiết chưa đếm bấm không, lý do? Dạ, hả? Em sợ bấm không được cho nên em bấm trước. Em thì sao? Dạ, tại vì em thấy anh cũng dễ thương nên là cho ảnh một cơ hội cũng như cho em một cơ hội. Thì biết cho rồi mà đợi tôi đếm tới ba nè. Đã thấy anh bấm mà em sợ anh. Em không nhắm anh luôn nữa. À, là thấy anh bấm luôn. Tôi thấy trùng thái. Em quyết làm cái gì là em làm luôn, ai cản thì cũng không cản được em. Hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Người ta mà cứ năn nỉ mình là cái gì mình cũng đồng ý. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, hãy thoải mái lên. Giới thiệu về mình đi em trai.
À, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, bạn nữ bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Văn Thịnh, năm nay em 26 tuổi. Quê quán của em là ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là làm sale bất động sản ạ. Thì trước đây thì em có làm lái tàu ạ. Lái tàu luôn? Lái tàu là thuyền thủy thủ đó em hả? Thủy thủ hả? Dạ không, em lái tàu đường sắt ạ. À, lấy tàu, à, đi tàu hỏa đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Còn em? Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu là em là Lê Thị Trà Giang ạ. Hiện tại năm nay em 26 tuổi ạ. Em là nhân viên ngân hàng ạ. Và em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa ạ. À, như vậy là hai bạn cùng quê đó. Dạ. Rồi em nói luôn về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì có lẽ là người khá là độc lập và rất là quan tâm đến người khác, là một người sống rất là tình cảm. Thế còn điểm yếu? Yếu thì có lẽ là hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Dễ tin hả? Cả tin hả? Đúng rồi, dễ tin người. Trời ơi. Rồi có thói hư tật xấu gì không? Ví dụ như là ghen tuông mù quáng, hay là nghiện bia, nghiện rượu, hay làm cái gì đó? Cũng thỉnh thoảng hay đi nhậu với cơ quan, nhưng mà chắc là không đến mức nghiện đâu. Rồi bạn trai, em ưu điểm khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng ạ. Có cái là em quyết làm cái gì là em làm luôn. Nói chung là nếu mà ai cản thì cũng không cản được em. Thường thường thì em làm xong em mới nói. Nói chung là em có một cái giống bạn nữ bên kia, là có cái là mềm lòng. Ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình là thứ gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý ạ. Thì lúc đó là em làm lái tàu nên mà em chọn là công tác ở ngoài Nha Trang. Bạn nữ thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nên mà nói chung là cũng em cũng vô tâm nên mà hai bên mới chia tay. Bao nhiêu lâu rồi em chưa yêu lại? Dạ từ 2016 đến giờ ạ. 16, cũng trời, 4 năm rồi. Cũng 4 năm rồi. Còn em thì sao? Em 6 tháng. Mới chia tay mối tình kia là 6 tháng vậy? Mấy mối tình rồi? Em 3. 3 mối tình? Dạ. Mới chia tay mối tình thứ 3, 6 tháng. Còn vấn vương gì không? Ủa, quen nhau bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi em? 3 năm rưỡi ạ. 3 năm rưỡi? Vậy là có vấn vương. Còn vấn vương không? Không ạ. Phù muộn. Nhưng mà chia tay là từ phía nào? Lý do? Em với bạn nam ấy thì bị cũng yêu nhau, nhưng mà vì bọn em cũng khoảng cách cũng khá là xa. Yêu xa hả? Vâng, thì 3 năm rưỡi nhưng cũng phải mất khoảng tầm 2 năm rưỡi là yêu xa rồi. Em ở trong này thì bạn ấy ngoài Bắc. Hai người không hợp về quan điểm sống. Bạn ấy cũng thừa nhận luôn, bạn ấy là người rất là gia trưởng. Em cũng muốn cho bạn ấy cơ hội, nhưng mà sau thì bọn em chia tay thì cả hai cũng chia tay rất là vui vẻ. Cũng không cảm thấy là không cùng quan điểm thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng một cái tình yêu mà 3 năm mấy rồi, mới có 6 tháng mà nó không còn một cái gì vương vấn hết à? Mà tại có lý do nào mà nó nhanh đến mức như thế em? Tại vì là chia tay trong vui vẻ, có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ không còn đồng quan điểm nữa thì nhẹ nhàng chia tay thôi. Nghe chia tay mà cười tươi thiệt, anh cũng rất là lạ. Đến qua coi đàn gái coi. Em chào anh. Ôi chào em gái. Có đôi khi người ta chịu đựng nhau quá đó, người ta cần phải chia tay và cuối cùng chia tay được, người ta giống như thoát khỏi một cái điều gì đó, người ta rất là vui. Bây giờ đã coi như là chuẩn bị đón nhận một cái mối tình mới chưa em? Mở trái tim không? Dạ rồi ạ. Rồi đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Em cho đàn trai biết hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Thì cũng trải qua một vài mối tình rồi thì em cũng cảm thấy là người mà có thể hợp với em ấy sẽ, thứ nhất là một người đàn ông chín chắn. Chín chắn. Biết tách biệt được công việc và chuyện tình cảm. Có nghĩa là sẽ không để cho hai cái việc đấy nó ảnh hưởng. Thế còn ngoại hình thì sao? Chắc sẽ phải cao hơn em. Là bây giờ em cao hơn em là phải là bao nhiêu mới là cao hơn em? Chắc phải 1m74 trở lên. 1m74 trở lên. 74 con này trở cao lên. Quá mà. Không sao, bên đây có thể đáp ứng. Rồi. 1m94 á. Là đứng trên ghế á. Bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nếu mà nửa yêu thương thì em thấy là trước tiên là về tính cách đi. Nói chung là tính cách thì hiếu thảo. Hiếu thảo là đầu tiên, tốt bụng, hiền lành, tiền lành, biết gọi như là trưởng thành một tí anh ạ. Còn chiều cao, cân nặng hay là tóc dài, tóc ngắn?
Em chào chị. Chào em. Dạ, chiều cao thì em nghĩ là tầm khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Da trắng một tí, nếu mà tóc dài thì tốt, tại vì em rất là thích con gái tóc dài. Ngoại hình thì ú một tí, chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn. Em ú là sao? Ý em nói ú là sao? Hả? Dạ không gầy ạ. Không gầy á? Dạ. Ú. Em thì em thích về dáng hay là thích về khuôn mặt? Thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp? Em nghĩ thì dáng với lại mặt thì vừa phải thôi, chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình. Em cũng thích ngắm cái đẹp, nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp. Đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu, quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi. Dạ. Em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này? Theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập á. Nhưng mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá. Bây giờ hỏi tới... Đúng rồi, hỏi người thân đi. Đúng không ông Mai? Hỏi người thân coi sao. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em tên là Khoa. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào em. Thì em là người Anh, cũng giống như là người bạn và người đồng nghiệp của Thịnh đây. Thịnh là một người rất là trầm tính. Trong công việc thì Thịnh đặc biệt là rất là quyết đoán và độc lập, cũng giống như là bạn nữ bên đây à. Khoa nghĩ là tính cách thì cũng rất là phù hợp với Thịnh, tại Thịnh cũng thích kiểu nữ là dịu dàng, độc lập và biết tự lo cho bản thân à. Thì hy vọng hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội. Khoa cảm giác được là hai bạn rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn Khoa. Còn em nên đi với ai? Em đi với một bạn cấp 3, một bạn đại học và một bạn đồng nghiệp của cơ quan ạ. Em xin chào hai MC và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là Diệu Linh, là bạn cấp 3 của bạn Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là bạn Giang ấy, bạn ấy, cu của bạn ấy là thích người trầm tính. Thì có nghe bạn của bạn Nam nói là ít nói trầm tính thì khá là hợp với Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là hai bạn cũng khá là phù hợp. Và mong là các bạn sẽ cho mình cơ hội. Tại vì đây cũng là tuổi chín chắn rồi. Thì nếu mà cho cơ hội thì mở lòng và đến được với nhau thì rất là tốt ạ. Rồi, thôi bây giờ mở rào đi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Thịnh. Chào bạn. Tới đây thì mình có món quà tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Bạn cũng có thể mở ra được, bởi vì là nó là một cái bánh kem ấy, nó cũng có ghi chữ. Bạn có thể mở ra để xem. Mà bạn cao mà đi giày cao gót nữa, tâm ra thấy hơi đấy bên kia à, đó. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau ha. Rất là dễ thương ạ, cảm ơn bạn nhé. Bạn với tôi vậy đó hả? Cũng dễ thương ha. Rồi em ngồi đi, hai đứa ngồi rồi nói chuyện với nhau đi. Cho mình xin lỗi chứ là lúc nãy bạn giới thiệu ấy, nhưng mà nhỏ quá nên mình chưa nghe rõ tên bạn ấy. Bạn có thể giới thiệu lại được không? Mình tên là Thịnh. Thịnh? Mình lại nghe nhầm là tên là Thuận nên là mình mới hỏi lại. Bạn là tên Giang đúng không nhỉ? Ừ, mình tên là Giang. Khi mà ở bên Rèm á thì thực ra là mình cũng có tưởng tượng là bạn nữ đối phương là trông như thế nào á. Nhưng mà nói chung là mở Rèm qua thì nhìn thấy cao quá. Mình thì cũng cao tới 1m73 rồi đó. Kém chút xíu so với tiêu chuẩn của bạn. Thực ra mình không có tiêu chuẩn gì đâu. Rồi bây giờ mình quan điểm về tình yêu, quan điểm về hôn nhân như thế nào, các bạn có thể trao đổi với nhau. Bạn nữ trước đi ạ. Chắc người chồng của mình sẽ là người hiểu biết hơn mình, kiểu như là người cho mình lời khuyên ấy. Ví dụ mỗi lần trong cuộc sống hay công việc mà có gì khó khăn ấy, chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với bạn ấy, rồi bạn ấy sẽ cho mình những lời khuyên. Và hơn nữa là người đàn ông của mình sẽ là người mà sẽ biết lo cho mình. Mình thích một người đàn ông lãng mạn. Bởi vì bản thân mình cũng rất là lãng mạn. Bây giờ đầu tiên á, là em muốn là những cái điều mà em mong muốn ở cái người bạn trai á, thì chị nghĩ là đầu tiên em phải đổi cách xưng hô. Em phải tự áp đặt gọi bạn đó là anh. Tại vì khi mà họ là anh rồi, tự nhiên họ phải thấy mình phải có trách nhiệm với người em. Và như thế thì có nghĩa là em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn. Như vấn đề mà em nói á, là về vấn đề trưởng thành thì anh chắc chắn là anh trưởng thành. Nói chung là anh trưởng thành, biết suy nghĩ. Còn vấn đề lời khuyên đó, nhiều khi anh khuyên nhiều quá sợ em nhàm chán thôi. Anh nghĩ gì về em đi sớm về muộn và vui chơi quá đà với bạn bè với đồng nghiệp? Nếu mà như thế, nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á, thì em có thể nói với anh là hôm nay là em sẽ đi với bạn, có thể là sẽ về trễ, anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia. Tại vì thực ra là anh đi làm cũng ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ lắm. Thực sự là ít khi về trước 10 giờ. Thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên, anh đi dạo á, hít thở không khí xíu, chứ ít khi về nhà sớm lắm. Cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nói với anh. Cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm.
không vấn đề gì cả. Giả sử như bọn mình mà quen nhau thì anh sẽ định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn? Nếu mà được nha, thì nếu mà muốn sớm còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh, nhưng mà còn mong muốn của gia đình em nữa. Ví dụ gia đình em mong muốn sớm hơn ý, thì có thể là mình cuối năm nay, đó là sớm nhất. Còn nếu mà trễ, nếu mà em đợi cho anh cái, có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi, nhưng mà ý là nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư dả hơn thì mình kết hôn thì nó, anh nghĩ thì nó sẽ không có áp lực nhiều nữa. Thì có thể là đợi thêm một năm nữa, nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí nhá, anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn, thì anh ok không? Không, thì thực ra thì anh cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ như thế nào cả, nhưng đấy, mà nếu giờ, mà nếu mà em thuyết phục anh để anh cảm thấy là như thế là hợp lý thì chắc chắn là anh sẽ ok. Chứ anh không có bảo thủ, có nghĩa là phải bắt em như thế này em thế kia, mà ví dụ em nói hợp lý thì anh sẽ làm theo, anh sẽ nghe theo. Nhưng mà lý do tại sao vậy? À, em chỉ hỏi anh xem quan điểm của anh như thế nào thôi. Bạn ấy chỉ hỏi để thử xem quan điểm của em ra làm sao thôi. Dạ. Đó, ví dụ như em đồng ý hay là không đồng ý thì em nói. Rồi. Đó. Bây giờ theo anh nghĩ là các bạn quan điểm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Ừ. Rất cảm ơn anh Khiền Linh vì có một câu hỏi rất là hay. Đấy, nó cũng như kiểu như thế. Thực chất thì nếu mà anh thấy thì cái vấn đề nó thực ra là ngày xưa thì người ta hay không thích cái vấn đề đó, nhưng mà anh thấy nếu mà bây giờ cả bạn nam và bạn nữ đều muốn như thế thì mình sống thử với nhau không sao. Tại vì khi mà mình sống với nhau rồi, mình ở bên cạnh nhau thì mình mới biết hết được cái tật xấu là cái tính tốt người kia, thì mình cảm thấy nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bạn gái có đồng ý quan điểm đó không? Không, theo em thì như thế nào? Thôi thì bây giờ em sẽ trả lời theo cảm xúc bây giờ ha. Ừ. Thì em nghĩ là không ok. Không ok. Nghĩa là em sẽ không sống thử. Ừ. Nhưng mà tại sao em lại đưa ra vấn đề là phải cưới mà không đăng ký kết hôn? Em chỉ muốn hỏi quan điểm của bạn nam, xem bạn nam sẽ trả lời như thế nào, chứ không phải là lời đề nghị của em. Bây giờ bạn trai có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái. Mình giao lưu tí âm nhạc đi. Tại vì hôm nay đến đây thì thực ra là cái cảm xúc nó cũng hơi lẫn lộn đó, nên mà ví dụ mà nhớ bài nào thì hát bài đó thôi, chứ cũng không biết là biết hát bài nào hết á. Hát bài Em Ổn Không đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thâu. Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngầu rất lâu. Điều anh muốn nói là em ổn chứ, tình yêu đôi khi cô yêu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi, ngày em đi trời mất trí. Được rồi. Trời mất trí luôn rồi đó. Ngồi vào ghế chuẩn bị bấm nút thôi. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là đồng ý yêu đương. Nhưng nếu các bạn không có rung động trái tim thì không cần bấm. Chúng ta để cái nút bấm đó cho rất nhiều đối tượng. Đừng lấy đi cơ hội của một người khác nếu như ta không rung động bằng trái tim của mình. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Bây giờ tôi mới biết tại sao nè. Bạn này rất là khó tính. Bạn ấy đưa ra một số câu hỏi xoay đáp xoay. Và cái câu hỏi đó khi mà trả lời không đúng cái suy nghĩ của bạn là bạn đã quyết định, đúng không? Thực ra chị Hồng Vân nói và em cũng đúng. Em rất là bất ngờ khi mà chị Hồng Vân nhận xét như thế. Thực ra em cũng không đến mức là khó tính lắm. Nhưng mà em bất ngờ hỏi một cái câu mà nghĩ gì khi mà mình chỉ cưới thôi, mình không đăng ký kết hôn. Thì bạn đã không thể đưa ra một lời trả lời nào cho em cả. Tức là phải đưa ra trả lời và giải thích có câu trả lời đó. Đúng không? Mình có nghĩa là nếu chị mà là em hồi nãy là chị biết ngay là em đã hỏi xoáy đáp xoáy bạn này. Nếu là chị là không có chiều theo, họ đã cưới là phải đăng ký kết hôn. Đó là một cái điều bất di bất dịch. Thôi hôm nay thì có lẽ các bạn có duyên mà không có phận. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh Linh ạ. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ.
mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn các bạn. Hoa nè. Em cảm ơn chị. Em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Em cũng làm cho một công ty bánh. Ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình hơn. Ít biết cho gia đình là được. Không để tóc luôn được không? Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Xin mời. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia, con gái bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Được. Nguyễn gì? Nguyễn Văn Được. À, rất được. Tôi thấy là không được. Rất tại được. Sao là anh Quyền Linh là cô Hồng Vân là sao? Không được. Dạ em xin lỗi chị Hồng Vân. Chị mà... là thật rất được đúng không Vân? Rất được. Như vậy dạ, là em quê quán được. Em ở Bến Tre. Dạ còn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm lái xe. Được lái xe là lái xe riêng hay lái xe em công lái ty? Xe công ty. Lái xe công ty tức dạ. Là lái xe gì? Dạ tải có du lịch có. À, còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh và tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Và bạn trai bên kia em tên là Lưu Thị Hồng Loan, em 33 tuổi. 33 tuổi? Dạ. Wow, sao trẻ dữ vậy bé? Ủa được là nhiêu tuổi được? Dạ em 31. Bên kia 33 hả? Vậy là lớn bên đây 2 tuổi. Có ngại không vậy Được ơi? Dạ không chị. Không, đối với Được thì cái gì cũng được hết. Ừ em làm gì đó? Dạ em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Như vậy là có nghĩa là Được ơi, em mới thích ăn bánh kem không? Dạ em cũng làm cho một công ty bánh nữa chị. Ủa vậy hả? Chở củ về rừng rồi. Rồi coi như hai bên ngọt ngào. Em nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Còn khuyết điểm của em là ít nói với lại hơi rụt rè trước đám đông mà. Hay quên ạ. Trời ơi, quên rồi làm bánh nhiều khi liều lượng quên sao? Em không có làm bên khâu làm bánh. Em chỉ làm bên khâu đóng hộp này kia thôi ạ. À, còn Được ơi. Dạ. Được được cái gì mà không được cái gì được? Em thì em không hút thuốc. Còn nhậu nhẹt thì em cho vui thôi. Còn ngoài ra thì những gì em cũng biết chút chút thôi. Chứ gì không... biết chút chút luôn. Dạ. Có tật xấu gì không được? Dạ xấu em không có gì xấu hả? Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết về đường tình duyên đi. Dạ em trải qua 2 mối tình rồi. Ừ. Mối tình gần đây nhất của em cách đây cũng 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu lâu? Dạ gần 2 năm ạ. Nhưng mà do lúc trước em làm thu ngân á chị. Ừ. Do thời gian em không có nên chúng em từ từ ra cách nhau. À xa mặt cách lòng. Ừ. Rồi còn bạn trai có dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình. Chia tay mối tình cuối cách đây lâu rồi? Cũng 2 năm mấy gần 3 năm. À dạ. Tại sao chia tay được? Dạ tại vì em lái xe. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Dạ chỉ đơn giản vậy thôi. Cái cô ấy là không thích lái xe. Không có tin lái xe. Dạ. Mà nhiều người nói cũng không tin lái xe lắm. Dạ đúng rồi. Tao nói lái xe là hay đi đây đi đó, có quen người này người kia lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi đúng luôn hả? Nhưng mà em chỉ làm công ty, em đi sáng đi chỉ chiều về công ty thôi chứ không có đi lố ngày. Rồi em sao? Em có gọi là ngại cái vấn đề mà cái người bạn trai của mình là tài xế không? Dạ không ạ. Em nghĩ nghề nào cũng là cái nghề thôi, do bạn đó chân thật hay không thôi ạ. Chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Bây giờ em muốn mối tình tiếp theo của em là người như thế nào? Thì cao hơn em tầm 1m60 đến 1m65 là được rồi. Cao hơn em có cao. Dạ. Rồi gì nữa? Thì ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi. Ít nhậu, anh này ít nhậu lắm. Dạ. Quan tâm gia đình thấy cũng hiền. Ngoại hình sao nè? Dạ vừa người là được. Có cần đẹp trai không? Rồi tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Dạ không ạ. Quy định để tóc dài là được. Con trai để tóc vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi hả? Cái này là không để tóc luôn được không? Dạ thôi không thích đồ hói.
nè, những người hói thông minh nè, tình cảm nè, giỏi giang nè, yêu thương vợ nè, trung thủy nè, chăm sóc người yêu nè, lo lắng nè, chiều chuộng nè, cúi đầu nè, xin lỗi nè, mua quà cáp nè, lãng mạn nè, đó hói là vậy đó em, chịu không? Nếu mà tốt tính thì chắc cũng được. À, bạn trai, dạ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nửa yêu thương của em thì cần biết cho gia đình là được, chỉ bấy nhiêu thôi. Dễ không? Dạ, chỉ yêu thương gia đình là được rồi. Anh Hiền khô à? Dạ nha, bên qua coi đi, hiền lắm. Dạ, chào em. Chào em. Dạ em ơi, em có hình dung cái người bạn nữ bên rào bên đây như thế nào không? Dạ, hình dung tính cách thì giống tựa như em. Bao nhiêu phần trăm khi mà trong đầu em suy nghĩ về cái người con gái bên đây? Khoảng 80%. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Ừ. Hai người hiền quá à. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Được. Dạ em đi với bạn bè. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Em tên là Trang, là bạn chơi với đều cũng thân lâu lắm rồi ạ. Em cũng nói sơ về tính của bạn em á, là bạn em nếu mà quen ai mà thương thật lòng hả chị, thì bạn rất là lo cho người đó và bạn rất là có hiếu với gia đình. Nếu mà bạn nữ bên đây mà thích một người nam á, mà biết có hiếu và lo cho gia đình thì em nghĩ bạn nên chọn bạn của em ạ. Còn nói với bạn nữ á, thì em thấy bạn cũng hiền, ít nói, đầm tính. Nếu mà hai bạn mà khi mà dở màng á, thấy nhau mà hợp á, thì nên cho nhau cơ hội. Còn em? Dạ em đi với chị em, đi với chị em, với cô em ạ. Xin chào hai MC, tôi là mẹ của Hồng Loan. Thấy chàng trai cũng được nhưng mà sợ con của cô lớn tuổi hơn bên chàng trai có chịu không? Dạ không sao ạ. Tại vì cô có một đứa con gái à, nên cô dạ mong chọn người nào thực tình để quan tâm về cháu. Dạ. Nhưng mà cô thấy con rể tương lai này là hiền không? Thì mình cũng nhìn thấy vậy thôi chứ chưa biết được. Rồi thôi bây giờ thì đi mở rào đi để cho hai bạn đúng tự rồi tìm hiểu nhau nha. Rồi mở rào. Em cũng có món quà nho nhỏ. Trời ơi, bấm cao qua rồi gọi là rau câu nhận lại. Cái này là tự tay em đổ rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Còn này là gì em? Này là gì? À, cái này là em muốn anh tham gia trò chơi nho nhỏ với em ạ. À, thấy được không ạ? Trong đây hả? Em có 3 lá thăm, anh bóc rồi anh thực hiện theo có yêu cầu trong đây được không ạ? Nó khó quá lắm. Anh nghĩ anh chắc làm được á. Anh thử anh bóc thử một trong ba hát có một thử thách nhẹ à, với bạn nam. Bạn hãy nói một điều bí mật, một điều bí mật về anh đây là hôm nay anh đến đây là hiện tại là công ty không biết. Cũng được, cũng là bí mật. Dạ, gia đình biết. Rồi còn gì nữa không? Bóc thêm lá nữa đi. Nè, anh muốn tham gia nữa không? Nữa. Để em có 3 cái. Em nghe lời anh Quyền nha. Này khó quá anh Quyền Linh ơi, anh trả. Bạn hãy nói một lời thả thính. Nói lời thả thính mà khó trời gì? Trời ơi, khó cái gì? Cái này mà có cái gì đâu mà khó chứ. Em đó giờ chưa bao giờ nói một lời thả thính thì sao em thả thính được? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, trứng rán cần mỡ. Yêu anh không cần cớ, cần bạn cớ. Anh ơi, đó. Rồi bắt đầu. Bắp cần bơ, anh cần em, nói đại vậy luôn đi. Nó gọn đi. Nào, 2, 3. Nó không được anh ơi. Thôi bỏ qua cho anh. Rồi, thôi về đây đi được rồi, dạ. Nó hiền quá à. Em thấy không, hiền tới mức mà không biết thả thính luôn đó. Vậy mà sao mà có chuyện lăng nhăng ở đây được? Đó, tin chưa? Dạ. À, bây giờ em thử thách ngược lại bạn này. Vậy bạn nữ nói một điều bí mật của bạn nữ đi. Bí mật của em hiện giờ vẫn còn ngủ với mẹ. Rồi, thả thính đi nào. Thả thính hả? Sao, được không? Dạ. Thấy ôi chưa, mình làm không được, mình đi mình thử thách người ta hả? Qua cái cuộc chơi nhỏ nhỏ game, mini game vậy đó, nhưng mà cũng biết được cái tính con người ha. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em thì cũng được, cũng ít nói, cũng hiền. Dạ. Thì em cảm nhận bạn nam cũng hiền, cũng hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Tôi đảm bảo hai người này mà hẹn hò nhỏ công viên là xung quanh cỏ bị mất hết, không còn một cây nào luôn. Hẹn hò sao? Vậy thì công việc của em thì sẽ hẹn hò được thời điểm nào? Em chỉ đi làm từ 8 giờ đến 4 giờ thôi. Còn buổi tối thì em rất là rảnh ạ.
Dạ, nếu mà mình làm quen được thì bao lâu em cảm thấy sẽ bước tới được? Thì tùy vào tình cảm, bạn mà đến lúc nào đó muốn được thì mình tiến tới thôi ạ. Vậy anh hỏi em chứ, nếu mà lập gia đình thì em sẽ thích bao nhiêu người con? Em thì mong, nhà em thì ít người, có mình em thôi. Em cũng muốn có nhiều, nhưng mà tùy thuộc vào kinh tế của hai đứa nữa chứ. Bây giờ em thấy người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình không? Dạ cũng có. Em có đủ chăm sóc cho cổ không? Dạ đủ. Lấy nhau ở đâu? Dạ ở đâu cũng được. Ai lo chỗ ở? Dạ đương nhiên là em thôi. Em lo ở đâu? Dạ có thể là ở nhà trọ. Nếu mà ở nhà bên cô ấy được thì ở, còn nếu ở không được thì về nhà em ở. Nhà em ở đâu? Nhà ở Bến Tre. À đó. Dạ. Phải nói rõ cho cụ thể cho cô ấy hình dạ. dung được á. Dạ. Rồi coi như anh hỏi giùm em đó. Dạ. Cái hình dáng như thế này, chiều cao vậy là em thấy ưng chưa? Dạ tốt ạ. Tốt phải không? Khuôn dạ. mặt vậy là em ưng chưa? Dạ được ạ. Cái tóc vậy được không? Dạ được ạ. Được luôn rồi, bây giờ mình lướt qua cái vụ kia luôn phải không? Dạ. Rồi vậy là thấy là rồi, cũng bấm thôi. Được rồi đó. Hả? Đây là quyết định riêng của chúng ta. Nếu thật sự rung động, thật sự đây là một nửa yêu thương của mình thì trao nhau cơ hội bấm nút. Còn nếu không, cảm giác không thì không cần bấm. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Rồi, nắm tay nhau đi được rồi đó. Không lẽ nắm tay tôi phải kêu nữa. Bây giờ cặp này yêu chắc tôi phải đi kế bên gì đó. Được không? Dạ được. Nếu mà kêu đi hai người yêu đương thì phải bao 4 ly cà phê. Hai đứa tôi ngồi hai bên, có gì thêm vô. Đây nè, đã cứ về nè, rủ rỉ. Cứ về đổ dầu vô lửa, nói rồi nói đi. Đổ ghê không? Rồi đi trồng cỏ lại cho người ta nữa. Trời, thấy cảm giác nắm tay sao em gái? Dạ hơi run. Em thấy thì sao nè? Dạ ấm. Đó, rồi bây giờ làm cái thủ tục đi nè. Bây giờ đừng có nói cái này không làm là bỏ qua cơ hội này ha. Hôn cái hôn đầu tiên cho má của dạ, người con gái ấy. Dạ, con xin phép gia đình. Trời, hôn cái hôn liền không? Kêu nói cái gì cũng không nói cho mà kêu hôn liền à. Dạ, cái này dễ làm hơn hả? Dễ làm hơn, trời ơi. Hôn dễ. Đây là món quà dành cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nào, hẹn hò điện thoại cho tôi nha. Dạ. Dạ. Mối tình này có thành hay không do tôi á. Trời ơi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Sao trong cuộc đời này có những người hiền đến mức như vậy? Đúng là như vậy thì họ khó tìm được một nửa yêu thương của mình lắm. Thì đó, với cặp đôi này tự nhiên mình thấy cái vai trò của mình đó, mình cần phải làm những cái điều như vậy, đúng không Linh? Đó, mình theo cái nghiệp này là quá đúng rồi. Đúng rồi. Giờ chỉ còn coi như nếu như các bạn có một cái lời trợ giúp đó là anh Linh, chị Vân ơi, đi theo tụi em thì mình sẵn sàng trồng cỏ nha. Đúng rồi. Ok, yeah. Yeah. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
Dạ em làm gì cũng nhanh, có những thứ không nhanh được nha, cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Chị muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Em không thích tính độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Trời, em cũng còn sinh viên mà. Ủa vậy à? Và em muốn người đó có tính cách đối lập với em. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.